năm qua, nhân loại đã đối diện với quá nhiều biến động. Cấu trúc của cuộc sống bị đảo lộn. Diện mạo của địa cầu cũng thay đổi. Đã đến lúc chúng ta phải tái kiến thiết lại hành tinh này để có thể thích ứng linh hoạt với những vận động của vũ trụ. Hơn cả cái nắm tay, chúng ta tự nguyện, đồng lòng sẻ chia, gieo niềm tin để cùng nhau vượt qua đại dịch. Để khi đại dịch thế kỷ đi qua, thì tình yêu thương và sự sẻ chia vẫn ở lại. Lòng tốt và tình người vẫn luôn ở đó. Dù khó khăn, hoạn nạn hay dù ở bất kỳ nơi đâu, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Dù nắng hay mưa, còn ai có đáng không?
Một tràng pháo tay cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ, thưa quý vị. I love you. Thank you, dancers. Tủ đoàn bước nhảy. Thưa quý vị, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Một thông điệp mà tôi nghĩ rất là cần thiết cho chúng ta trong lúc này. Trái đất của chúng ta vừa qua đã trải qua rất nhiều biến động. Và nó thay đổi hình hài không chỉ là với diện mạo của địa cầu, mà với cả tình người, sự hỗn loạn trong cuộc sống. Tất cả mọi thứ đã được đảo lộn. Và chúng ta có khoảng thời gian rất lâu để nhìn ngắm lại những gì đã trải qua đối với bản thân của mình. Và rất nhiều người đã dường như bị bỏ lại. Ngày hôm nay, Châu Đăng Khoa với ca khúc Sẽ Không Ai Bị Bỏ Lại Phía Sau, với tiếng hát của 22 ca nghệ sĩ trong và ngoài nước, đến với chúng tôi ngày hôm nay như một thông điệp rất là ấm lòng để gửi đến cho tất cả mọi người trên hành tinh này. Một lời yêu thương, một lời chia sẻ là không ai bị bỏ rơi lại sau cơn đại dịch này. Tất cả chúng ta đều là một, và tất cả chúng ta sẽ tiếp tục sẽ chia nhau những niềm vui ấm áp. Chào mừng quý vị đến với Sống Xuân 22, Xuân Nhâm Dần, với chủ đề Sống Phá Cách. Và thưa quý vị, là tôi nghĩ rằng là rất là hiếm hoi để có những dịp mà anh chị em nghệ sĩ có thể họp mặt đông đủ như thế này. Rất nhiều thế hệ ca sĩ với nhau. Các bạn có thể đứng gần lại với nhau không? Chúng ta cùng kể những cái câu chuyện vừa trải qua. Khoa đi. Khoa có thể cho mọi người biết là vì sao Khoa viết ca khúc này không? Thật ra thì Khoa cũng chia sẻ luôn là cái này hoàn toàn xuất phát từ cái cảm xúc cá nhân của Khoa khi mà đọc được một bài báo về tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Một bài báo được mang tên là Sẽ Không Ai Bị Bỏ Lại Phía Sau. Và cái bài báo rất là dài, bình thường thì Khoa lười đọc lắm. Nhưng mà hôm đó Khoa đọc từ đầu tới cuối và không biết nước mắt mình đã rơi từ lúc nào. Và đêm hôm đó Khoa đã viết ra bài hát này. Đã dồn rất là nhiều những tâm tư và cả tình cảm vào trong đó nữa. Tại vì Khoa nghĩ là bất cứ ai trên đời này cũng đều sợ cô đơn á. Cái cảm giác mà bị bỏ rơi á, nó tệ lắm. Khoa không thích điều đó và Khoa nghĩ là mọi người cũng vậy. Sophia, em khi em hát ca khúc này thì cảm xúc em như thế nào? Lần đầu tiên em nghe ca khúc này thì em cũng đã rơi nước mắt luôn ạ. Nên là Sophia cũng rất hy vọng rằng ca khúc này sẽ lan tỏa thật nhiều những năng lượng tích cực tới cho toàn thể đất nước Việt Nam của chúng ta và cả thế giới, khi mà chúng ta đã phải đối diện với dịch bệnh quá là nặng nề như thế ạ. Thành thấy là cái bài này thường là nó không có nằm trong cái nhạc list của Khánh Phương đó, đúng không? Nhưng mà hôm nay Phương hát một cái bài nó warm như vậy thì bạn thấy như thế nào? Thực sự khi mà Khánh Phương hát bài này thì Khánh Phương cảm thấy là mình làm được một cái điều ý nghĩa. Bởi vì mình không phải hát bài này chỉ cho những cái người fan bình thường mình nghe, mà bài hát này, cái năng lượng của ca khúc này nó có thể lan tỏa đến toàn xã hội và nó có thể gắn kết cái tình yêu thương của tất cả mọi người lại với nhau. Cảm ơn Khánh Phương. Em gái nghe thấy hay không? Dạ có, em rất là thích và em cảm ơn anh Châu Đăng Khoa rất là nhiều. Ngân có thuộc bài này không em? Thuộc kịp chưa? Dạ em thuộc, lời rất là dễ thuộc mà. Nói chung là mình hát xong mình cũng cảm thấy rất là ấm lòng, rưng rưng. Dạ. Nhưng đừng hát nha. Ngân hát hay mà. Khó không? Em tập ở bên trong dữ lắm. Sao ai đồn em hát không ai? Không biết ai đồn ác nữa. Anh Thành đúng không em? Anh hả? Ai cũng không nhận Thành. Không, anh không có xấu gì đâu. Anh đừng nghĩ anh xấu như vậy. Em Hoa Hậu ơi. Dạ vâng em nghe. Nãy giờ em kịp thuộc cái ca khúc này chưa? Không biết nãy giờ mọi người có để ý hay không, chứ em không phải là ca sĩ, nhưng mà em hát cũng hơi sung đó nha. Nhưng mà lần đầu tiên mình gặp Hoa Hậu ở đây mà mình chưa kịp có ai biết được giọng hát của Hoa Hậu đúng không? Chắc là nhờ Hoa Hậu hát lại một đoạn điệp khúc bài vừa rồi nha. Để em vô cái điệp khúc khúc sau đi nha. Ok. Hãy đưa đôi cánh tay lên thần cao đi, chỉ cần nhìn thấy nhau chẳng hề tiếc chi. Còn một hơi thở là con được sống, nuôi hy vọng đất lành tình người mênh mông. Tất cả từ đây lâu. Cảm ơn các bạn rất là đáng yêu. Và tôi hy vọng rằng là ca khúc này cũng sẽ gửi đến cho quý vị một thông điệp thật là ấm áp. Và cũng cảm ơn tất cả những anh chị em ở ngoại quốc cũng đã thu xếp thời gian để cùng mà hòa giọng với chúng ta trong ca khúc này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc cho các bạn mọi điều an lành và quý vị cũng vậy nha. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giải lao ạ. Xin cảm ơn và đừng chuyển kênh nha. Chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với Sống 22, với chủ đề Sống Phá Cách, với một trạng thái rất đặc biệt và đầy thú vị.
Năm nay chúng ta đang đến với Sóng 22, chương trình do VChannel và VOn thuộc Tổ hợp Công nghệ Truyền thông và Giải trí Đất Việt VAC thực hiện, sẽ được phát sóng đồng thời trên kênh HTV2, VChannel, VGiải trí, VDrama và siêu ứng dụng giải trí VOn. VOn không thể rời mắt. Quý vị và các bạn đừng quên truy cập vào trang tin vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, để có thể theo dõi được những thông tin mới nhất được cập nhật. Chương trình được tài trợ chính bởi Tương ớt Chinsu, Vạn món ngon bùn vị. Và xin được cảm ơn nhà tài trợ chính của chương trình Omachi, mì dinh dưỡng khoai tây rất ngon mà không sợ nóng. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ để mở đầu cho chương trình thì Trấn Thành phải giới thiệu bốn người đẹp gọi gần tôi. Tôi thì may mắn năm nào cũng có những người đẹp xung quanh. Thì mình cứ nói rằng là mình ở trong một cái vườn hoa, thì mình là bác tưới hoa đi. Tại vì mình cũng hiểu là mình đang nằm ở độ tuổi nào, cho nên cũng không dám múa rìu quá mắc thợ. Thì thưa quý vị, năm nay vườn hoa của em nhập hoa ngoại quốc về nhiều nha. Dạ. Trước tiên là xin giới thiệu đến quý vị một cô gái rất là giỏi, xinh xắn, thông minh, diễn rất nhiều những vai diễn đã để lại dấu ấn rất là sâu sắc trong lòng quý vị khán giả, những ai yêu điện ảnh, đó là diễn viên trẻ Kelly Nguyễn. Cảm ơn anh Thành nha, anh nói xong em áp lực quá. Đẹp mà, đúng không? Dạ, nhưng mà hơi lùn. Không sao, sao không sao, mình không sao. Cái khác. Người ta nhìn em cao ở những cái khác. Đúng rồi. Cao ở sự nghiệp và trí tuệ của em. Dạ, em cảm ơn anh Thành nhiều. Và cái bên cạnh tôi thì thưa quý vị, một đóa hoa mới mà tôi nhập về lần này là một đóa hoa đến từ chương trình Olympia, thưa quý vị. Wow. Một đóa hoa biết 7 thứ tiếng nha quý vị. Hot nhất trên Facebook nhờ vào cách chỉ mọi người cách học tiếng Anh cho thông minh nhất, dễ dàng nhất. Xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, trình độ, dễ thương, nhiệt huyết, tốt bụng, hiền hậu. Và đó là MC Khánh Vy, thưa quý vị. Cảm ơn anh Trấn Thành nhiều ạ. Anh nghe mọi người nói là em biết nói tới 7 thứ tiếng. Thì em có thể ví dụ cho khán giả truyền hình, tại vì sẽ có những người chưa theo dõi trên YouTube. Dạ. Thì 7 thứ tiếng nó sẽ ví dụ như thế nào? Cái đấy là ngày xưa em quay một cái video clip là em nhại 7 thứ tiếng. Bởi vì ngày bé là em rất là thích học những cái ngôn ngữ khác nhau. Đâu mình ví dụ lại đi nào. Đầu tiên là tiếng Việt đây ạ. Còn tiếng Trung mình không dám múa rìu qua mắt thợ. Ta chưa hảo, sư tấn chinh vê, đến sư nữ hẳn ca xin. Oh, xin chào, xin chào. Chị em rất là xinh đẹp. Oh, xin chào, xin chào. Tôi xoái cơ hả? Xoái cơ là. Xoái, ok. Rồi tiếng gì nữa? Ê, 안녕하세요. 저는 캥비입니다. 반갑습니다. 저는 천탄입니다. Tiếng Thái thì chắc là mời hoa hậu của mình đi ạ. Ồ, quên nữa, có người biết tiếng Thái luôn hả? Sao bà mì khá? Sao bà mì khá? Sao quẩy mà, sao quẩy mà. Nóng, nóng tiên. Cảm ơn khá. Thưa quý vị, trước khi cô ấy cất lời, tôi phải một lần nữa nhắc lại về những gì cô ấy đã đạt được. Thưa quý vị, đây là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đã chiến thắng được ngôi vị cao nhất của một trong 6 đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh Miss Grand International, Thùy Tiên from Việt Nam. Cái khúc nam mà nó hơi ngắn. Nếu đúng nam thì nó phải cỡ nào? Để em làm lại. Làm lại nha. Trend của em đó. Trend của em. Trend của em. Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Miss Grand International from Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, đó là phần luyện thành rất tốt của thí sinh. Có thể gửi đến quý vị khán giả một lời chào bằng tiếng nước ngoài, tiếng Thái gì đó nãy như bạn nói đó. Sawadika, chẳng chư thiên nà khá, Miss Grand International 2021 khá. Trời ơi, dễ thương không em? Nghe nói tự nhiên anh thèm xôi xoài liền. Tự nhiên nghe nói muốn phát dĩa sụm tầm cho mỗi đứa ghê vậy đó, thiệt tình. Thưa quý vị, nói gì thì nói, chứ trong một vườn hoa, ngoài những bông hoa mới ra, sẽ có những bông hoa gọi là không thể thiếu trong vườn, bởi vì luôn luôn xinh đẹp và tỏa sáng. Và đặc biệt là năm nay đóa hoa đó được nâng cấp lên hoa hồng Bulgari nha. Thưa quý vị, một trong những gương mặt nổi trội của Chơi Là Chạy, thưa quý vị, Thúy Ngân. Dạ, em xin được chào mọi người ạ. Đây, nào chào một câu bằng tiếng Lào cái nè.
anh đừng hại lỡ có khán giả người Lào biết được là chết em. Nhưng à không búa rìu qua mắt thở được đúng không? Ok, đâu nói giọng miền Tây cái nè. Giọng miền Tây luôn, phải rặt miền Tây mới được hả? Rặt cái nè. À dạ, con xin được chào cô chú, anh chị và bạn bè đã đến xem chương trình TV của chúng con. Đó. Quý vị ơi, hôm nay con hoa của em là vạn nơi vạn miền nha quý vị. Ok.